Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Hezbollah tấn công dữ dội căn cứ quân sự, phá hủy nhiều thiết bị của Israel. Theo hãng tin Al Jazeera, trong một thông điệp mới đăng tải trên kênh Telegram, nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Liban tuyên bố đã nhắm tấn công thiết bị do thám tại một căn cứ quân sự của Israel gần thị trấn miền Bắc Metula bằng các vũ khí phù hợp. Hezbollah nói, vụ tấn công diễn ra vào lúc 8 giờ 40 phút giờ địa phương, tức 12 giờ 50 phút giờ Việt Nam, ngày 12 tháng 8, và nhóm đã phá hủy thành công mục tiêu. Giới chức Israel hiện chưa lên tiếng bình luận trước những thông tin trên. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, trước đó thống kê đã có 30 tên lửa phóng từ Liban vào miền Bắc nước này qua đêm. Nhiều tên lửa trong số đó đã rơi xuống các khu vực đất trống và không gây thương vong. Hezbollah đã nhận trách nhiệm nã loạt tên lửa trên, đồng thời tiết lộ mục tiêu của vụ tập kích là căn cứ quân sự của Israel. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ Iran và các nhóm vũ trang thân Tehran có thể tập kích Israel, dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Tel Aviv tiết lộ đã sẵn sàng cho nguy cơ bị các lực lượng Iran tấn công. Mỹ đã cam kết bảo vệ Israel, đồng thời cử thêm chiến hạm và tàu ngầm đến khu vực. Bộ trưởng Israel tuyên bố đanh thép Iran đã sẵn sàng tấn công vào Tel Aviv. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tối 11 tháng 8 giờ Tel Aviv đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về tình hình ở Trung Đông hiện nay. Theo ông Gallant, công tác chuẩn bị của phía Iran thời gian qua cho thấy Tehran đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel. Các kênh truyền thông như Khan News thuộc Tổng công ty Phát thanh Công cộng Israel và Channel 13 cũng đưa ra nhận định tương tự với ông Gallant. Thậm chí, Khan News dẫn phân tích từ giới chuyên gia nói rằng cuộc tấn công dự kiến do Iran phát động sẽ lớn hơn quy mô của loạt đòn tập kích tên lửa và máy bay không người lái diễn ra hồi tháng 4. Hezbollah phóng hàng loạt UAV kinh hoàng vào căn cứ quân sự Israel để trả thù cho thủ lĩnh Hamas. Mới đây, nhóm vũ trang Hezbollah đã lên tiếng nhận trách nhiệm phóng loạt máy bay không người lái UAV mang theo chất nổ vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel. Theo tờ Times of Israel, Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Mishalon của lực lượng phòng vệ Israel nằm gần sát thành phố Sép, phía Bắc Israel hôm 10 tháng 8. Hezbollah nhận định đây là nơi IDF sử dụng để tập trung quân, là làm kho đạn dược. Văn phòng truyền thông của Hezbollah cho hay đây là lần đầu tiên nhóm này tấn công vào căn cứ Mishalon. Cũng theo Hezbollah, vụ tập kích là hành động đáp trả cuộc tấn công ngày 9 tháng 8 của IDF gần Sidon, miền nam của Liban, khiến một thành viên cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas thiệt mạng. Hôm 9 tháng 8, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào một chiếc xe ở thành phố Sidon, phía nam Liban, và hạ sát CMA Haji, người mà phía Israel xác định là chỉ huy cấp cao của Hamas ở Liban. Hamas sau đó đã xác nhận cái chết của ông Haji. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã liên tục bắn tên lửa và đạn súng cối vào các vị trí của Israel để thể hiện tình đoàn kết với Hamas và người dân Palestine ở dải Gaza. Đáp trả, IDF đã sử dụng pháo binh và tiến hành không kích để tấn công các mục tiêu của Hezbollah. Căng thẳng quân sự giữa Israel và Hezbollah đã cướp đi sinh mạng của gần 350 tay súng Hezbollah ở Liban và hơn 100 dân thường cùng 20 binh sĩ ở Israel. Ukraine đánh sập giàn khoan Nga, tập kích thêm một tỉnh ở biên giới. Kính thưa quý vị, mới đây, Hải quân Ukraine đã phá hủy một giàn khoan Nga tại Biển Đen. Rộ tin quân đội Ukraine đột kích làng Porov ở vùng biên giới Bekorov. Theo Kiev Post, trong ngày 10 tháng 8, phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk đã thông báo về việc lực lượng này đánh sập một giàn khoan dầu của Nga tại Biển Đen. Ông Pletenchuk cho biết lực lượng Hải quân đã phối hợp cùng đơn vị tình báo để tấn công giàn khoan. Phía Nga sử dụng giàn khoan này để làm nhiễu loạn hệ thống GPS trong khu vực. Cũng theo quan chức Hải quân Ukraine, Nga đã triển khai binh lính và quân đội tới giàn khoan trước khi bị tấn công. Nguồn tin của tờ Kiev Post tiết lộ rằng Ukraine đã sử dụng xuồng cảm tử USV Sea Baby trong vụ tập kích. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Rộ tin Ukraine đột kích thêm một làng ở vùng biên giới Belgorod. Kính thưa quý vị, theo Newsweek, trong ngày 10 tháng 8, quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ nước này xuất hiện ở làng Porov thuộc vùng biên giới Belgorod của Nga. Ngôi làng này chỉ cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 2 km, cách làng Suha ở Kursk khoảng 100 km về phía nam. Một người lính Ukraine đã nói trong đoạn video rằng tiểu đoàn 252 đang có mặt ở làng Porov thuộc vùng Belgorod, vinh quang cho Ukraine. Theo truyền thông địa phương, đoạn video được quay trước một trung tâm văn hóa cộng đồng ở làng Porov. Tuy vậy, cả Ukraine và Nga đều chưa lên tiếng xác thực về đoạn video trên. Tỉnh trưởng Belgorod, Vyacheslav Grakov tuyên bố rằng tình hình tại Belgorod đang được điều tra và mọi hoạt động nhập cảnh vùng này đều dừng lại. Theo TASS,
Trong ngày 10 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra báo cáo cập nhật về tình hình giao tranh tại vùng Kursk và các mặt trận khác. Đơn vị thuộc nhóm tác chiến phương Bắc và lực lượng dự bị đã ngăn chặn các nỗ lực đột kích của Ukraine tại 3 quận ở vùng Kursk. Lực lượng không quân và pháo binh cũng tham gia vào quá trình này. Báo cáo cho biết, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, quân đội nước này cũng tập kích một căn cứ tập trung lính đánh thuê tại quận Sudza, bắn hạ 15 tay súng ở đây. Các tiêm kích Su-30SM và Su-35S cũng tiến hành nhiều đợt không kích nhắm vào khí tài của Ukraine ở biên giới trong đêm. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng Nga đã khiến Ukraine tổn thất khoảng 1.120 binh lính, 140 xe bọc thép các loại và 20 hệ thống pháo trong các cuộc đụng độ ở vùng Kursk. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga cũng tập kích các cơ sở tập trung quân dự bị của Ukraine ở vùng Sumy. Thiệt hại trong đợt tập kích chưa được tiết lộ cụ thể. Hãng RT dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, kế hoạch đổ bộ lên tỉnh Kherson của các đơn vị lính thủy đánh bộ Ukraine đã bị đập tàn, trong khi một nhóm xuồng không người lái USV cảm tử của Kiev tấn công vào bán đảo Crimea cũng bị vô hiệu hóa. Chúng tôi đã phát hiện một nhóm USV cảm tử tiến về căn cứ hạm đội Biển Đen, nằm ở thành phố cảng Sevastopol. Các hệ thống trực chiến đã phá hủy 7 chiếc USV của đối phương, thông cáo viết. Còn lại hướng Kherson, một nhóm lính thủy đánh bộ Ukraine đã đổ bộ lên bán đảo Kinburn với 4 chiếc xuồng, nhằm thâm nhập và thực hiện nhiều hoạt động phá hoại ở đó. Một số binh sĩ Ukraine hứng chịu thương vong do thủy lôi gây ra, trong khi đó một số khác vào được bờ đã bị vô hiệu hóa bởi hỏa lực từ vũ khí cầm tay. Trong khi cố rút lui, đối phương mất thêm 2 xuồng nữa bởi hỏa lực pháo binh và tên lửa chống tăng, thông cáo viết thêm. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Lầu Năm Góc hôm 9 tháng 8 giờ Washington đã công bố gói viện trợ đạn dược và tên lửa trị giá 125 triệu đô cho Ukraine. Được biết đây là gói viện trợ quân sự thứ 63 Washington dành cho Kiev kể từ tháng 8 2021 đến nay. Nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh quốc phòng của Ukraine, Mỹ sẽ gửi các tên lửa phòng không Stinger, đạn dược dành cho hệ thống pháo hoạt động HIMARS, đạn pháo 105mm và 155mm, tên lửa vác vai Javelin, AT-4, hệ thống tên lửa chống tăng TOW cùng đạn dược cho vũ khí cầm tay, thông cáo từ Lầu Năm Góc viết. Cũng trong bản thông cáo trên, Lầu Năm Góc khẳng định chính quyền Mỹ sẽ phối hợp cùng 50 quốc gia đồng minh để đảm bảo việc Ukraine sẽ tiếp tục nhận được những hỗ trợ quân sự cần thiết. Theo truyền thông Nga, lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya được điều động tới tỉnh biên giới Kursk để tham gia chiến đấu chống lại quân đội Ukraine tại đây. Hãng thông tấn RT dẫn lời chỉ huy lực lượng Akhmat Abti Alaudinov cho biết, các đặc nhiệm Chechnya đã được điều động tới tỉnh Kursk và đang củng cố vị trí của họ tại đó. Ông Alaudinov viết trên mạng xã hội Telegram, tôi đã có mặt tại Kursk và đặc nhiệm Akhmat cũng ở đây. Chúng tôi đang củng cố vị trí của mình và sẽ thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của đất nước. Lực lượng đối phương đang cố tiến vào nhiều khu vực biên giới ở tỉnh Kursk. Tôi tự tin về việc Akhmat sẽ hoàn thành nhiệm vụ và phía đối phương sẽ bị loại bỏ. Theo RT, quân đội Ukraine vào sáng 6 tháng 8 đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều địa điểm của tỉnh Kursk, Nga. Các cuộc tấn công từ lực lượng vũ trang Kiev đã buộc giới chức tỉnh Kursk phải sơ tán hàng nghìn người dân khỏi nhiều khu vực biên giới. Chia sẻ với hãng tin Sputnik, ông Yuri Lyamin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Nga cho hay, cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hồi tháng 4 đã đẩy hệ thống phòng không của Israel đến giới hạn. Dù Iran chưa sử dụng các loại tên lửa tốt nhất trong kho vũ khí, còn Israel đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Mỹ và các đồng minh. Một cuộc tấn công đồng thời có sự phối hợp và quy mô lớn từ Iran, Iraq, Yemen và Lebanon có thể xuyên thủng hệ thống phòng không và tên lửa của Israel, ông Lyamin nhận định. Tôi cho rằng Israel không thể tăng cường đáng kể năng lực phòng không vào thời điểm này, do chỉ cách quãng thời gian ngắn kể từ cuộc tấn công hồi tháng 4, ông Lyamin nói thêm. Cũng theo nhà phân tích Nga, không phải ngẫu nhiên mà Mỹ tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của Israel bằng cách triển khai thêm khí tài quân sự tới khu vực. Bình luận về năng lực hệ thống phòng không vòm sắt nổi tiếng của Israel, ông Lyamin cho rằng giống như mọi hệ thống phòng không hiện có, không gì đảm bảo khả năng bảo vệ là 100%. Mọi mặt, hệ thống phòng không có thể bị áp đảo bởi vụ phóng tên lửa hàng loạt.
Mặt khác, UAV có thể khó bị phát hiện và đôi khi phòng không Israel sẽ để lọt một số UAV, ông Liamin cho hay. Cũng theo ông, với diện tích tương đối nhỏ, Israel có thể tạo ra một hệ thống phòng không nhiều lớp để đẩy lùi các cuộc tấn công nghiêm trọng. Nhược điểm là nhiều cơ sở quân sự, chính phủ và công nghiệp quan trọng nằm tương đối gần nhau, khiến chúng dễ bị tổn thương nếu hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa bị áp đảo. Ông Liamin kết luận, Iran hiện được cho là có khả năng tấn công Israel sau khi Israel bị cáo buộc là thủ phạm ám sát chỉ huy quân sự Hezbollah Fuassu ở Beirut và thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Iran đã thề sẽ trả đũa Israel liên quan tới cái chết của ông Haniyeh.